Không giờ của tin tức 24 giờ đã đến. Cảm ơn quý vị đã yêu mến tin tức 24 giờ TV là người bạn đồng hành cùng quý vị trong mọi sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi cập nhật bản tin cùng những tin tức nóng nhất hôm nay. Hé lộ vai trò bí ẩn của tiêm kích Su-57 Nga khiến binh sĩ Ukraine khiếp sợ. Theo chuyên gia Brand M. Ashworth của chuyên trang quân sự Nighty Fortify cho biết, một câu hỏi đang được giới quan sát đặt ra là liệu tiêm kích Su-57 của Nga đang tham chiến ở Ukraine ở mức độ nào và trò chính thức của máy bay chiến đấu hiện đại nhất kho vũ khí Nga là gì? Trước đó, tướng Sergey Surovikin, chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, xác nhận sự tham gia của Su-57 trên chiến trường ở Ukraine. Ông Surovikin nói rằng Su-57 đang tận dụng lợi thế vũ khí tối tân khi được điều động tới Ukraine. Hồi tháng 9, hãng tin Nga RIA Novosti xác nhận 4 chiếc Su-57 đã được triển khai. Tuy nhiên, chuyên gia Ashworth cho rằng Nga có thể đang tỏ ra thận trọng trong việc điều động Su-57 vì đây vẫn là một vũ khí do Moscow mới phát triển gần đây. Nếu như Nga có thêm triển khai thêm Su-57, họ có thể sẽ chỉ để tiêm kích này bay vào ban đêm và tầm thấp. Ngoài ra, ông Surovikin tiết lộ, Chu 57 đang tạo ra cái mà ông gọi là một mạng lưới thông tin chiến thuật. Giới chuyên gia chưa thể giải thích cụ thể cụm từ này, nhưng theo ông Edward, nó có thể được hiểu là Chu 57 có thể kết hợp với những máy bay chiến đấu khác để thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu tình báo, giám sát và trinh sát. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết cho tới nay họ chưa tìm thấy được một bằng chứng nào cho thấy Chu 57 đã hiện diện ở Ukraine. Điều này có một số các giải thích. Thứ nhất, Nga có thể đang thử nghiệm khả năng tàng hình của Su-57 ở Ukraine, Erasian Times cho biết. Su-57 sở hữu khả năng tàng hình khá tốt, có thể qua mặt được các máy bay cảnh báo sớm hoặc radar đối thủ, cho phép nó bay tới khu vực phù hợp để tấn công mục tiêu như một vũ khí không đối không và không đối đất. Đó có thể là lý do mà việc Su-57 tham chiến ở Ukraine ít để lại dấu vết. Thứ hai, nếu Nga không muốn mạo hiểm đưa Su-57 vào tầm của hệ thống phòng không Ukraine, thì tiêm kích này sở hữu dàn vũ khí có khả năng tấn công tầm xa. Truyền thông Nga tuần trước dẫn một nguồn tin cho hay, Su-57 của Nga có thể đã phóng tên lửa tầm xa không đối không và bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine. Hiện chưa bên nào lên tiếng về thông tin này, nhưng nguồn tin cho biết Su-57 dường như đã sử dụng tên lửa R-37M. R-37M là vũ khí hiện đại được Military Watch, mệnh danh là tên lửa không đối không tầm xa nhất và nhanh nhất trên thế giới. Kết hợp với hệ thống radar, R-37M có khả năng tấn công máy bay ở khoảng cách tối đa 400 km với tốc độ Mach 5, Mach 6, 6.125 cho tới 7.350 km h Với vũ khí tầm xa và uy lực như là R-37M, Su-57 Nga có thể thực hiện đánh chặn vũ khí đối thủ ở khoảng cách vài trăm km. Đó có thể là lý do dù Su-57 không xuất hiện ngay trên không phận Ukraine, nó cũng có thể thực hiện các đòn tấn công chính xác. Su-57 hiện đang được xem là tiêm kích hiện đại nhất của Nga. Đây là chiếc máy bay chiến đấu đa nhiệm có khả năng tàng hình ấn tượng và được mệnh danh là bóng ma trên bầu trời. Tầm hoạt động của Su-57, theo truyền thông Nga, là trên 5.500 km. Thời gian qua, thì Nga liên tục thử nghiệm tích hợp các vũ khí khủng lên tiêm kích hàng không hàng đầu của nước này như là tên lửa siêu vượt âm, bom thông minh và dường như cả vũ khí xung điện tử. Su-57 được coi là đối thủ cạnh tranh với các máy bay chiến đấu đình đám thế giới do Mỹ sản xuất như là F-22 Raptor, F-35. Ngoài sự cơ động và linh hoạt khi tác chiến, Su-57 còn nổi trội với tốc độ bay siêu thanh và khả năng tấn công mục tiêu đa dạng trên mặt đất và trên không. Ukraine cảnh báo trận chiến khốc liệt nhất ở vùng chiến lược miền Nam. Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu vào tối ngày 25 tháng 10. Đối với Kherson, mọi thứ đã rõ ràng, Nga đang bổ sung và củng cố lực lượng của họ ở đó. Ông Arestovych nói, điều này đồng nghĩa với việc không bên nào chuẩn bị rút lui, ngược lại trận chiến khốc liệt nhất sẽ diễn ra để giành lại Kherson, song không nêu cụ thể khi nào trận chiến này có thể xảy ra. Thủ phủ Kherson ở tỉnh Kherson, nơi có dân số khoảng 280.000 người trước khi xung đột bùng phát, là trung tâm đô thị lớn nhất mà Nga vẫn nắm quyền kiểm soát. Các lực lượng Ukraine dường như không giành thêm được nhiều vùng lãnh thổ trong cuộc phản công ở Kherson kể từ đầu tháng 10, sau khi Nga tuyên bố sắp nhập tỉnh này cùng với ba tỉnh khác ở Ukraine. Trong nhiều tuần qua, các quan chức trong chính quyền Kherson do Nga hậu thuẫn đã phát cảnh báo về việc các lực lượng Ukraine sắp tấn công thành phố và đã sơ tán hàng nghìn dân thường bằng thuyền từ bờ Tây đến bờ Đông sông Dnieper. Tại quận Istenka phía Bắc Kherson, các lực lượng Ukraine đã cố gắng củng cố các vị trí, nhưng buộc phải quay trở lại phòng tuyến trước đó. Quân đội Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công dọc theo toàn bộ chiều dài của chiến tuyến. Nếu Nga đã mất quyền kiểm soát Kherson, đây sẽ là một trong những thất bại lớn nhất của Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong số 4 tỉnh ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập, Kherson được cho là có vai trò quan trọng nhất về mặt chiến lược. Khu vực Kherson kiểm soát cả tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014 và cửa sông Dnieper, con sông rộng lớn chia đôi Ukraine. Kherson cũng có thể làm bàn đạp để tiến công vào Odessa, cô lập Ukraine với bờ biển. Do vậy, Nga sẽ không dễ dàng từ bỏ vùng đất này. Quân đội Ukraine nhận định Nga đang chuẩn bị các vị trí phòng thủ dọc sông Dnieper và cũng để sẵn đường rút lui khỏi Khe Nga kiểm soát hầu hết tỉnh Khe Sơn của Ukraine từ hồi tháng 3 bằng cuộc tiến công từ bán đảo Crimea. Vài tuần qua, Ukraine phát tín hiệu sẵn sàng cho một cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại Khe Sơn trước mùa đông. Kể từ cuối tháng 8 đến nay, Ukraine đã giải phóng hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Khe Sơn. Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, tướng Sergei Surovikin mới đây thừa nhận, tình hình ở Kherson rất căng thẳng và không loại trừ khả năng Moscow phải đưa ra những quyết định khó khăn. Một số ý kiến cho rằng Nga đang rút lui khỏi thành phố chiến lược của Ukraine sau hơn nửa năm kiểm soát. Tuy nhiên, ông Kirill Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cảnh báo, Moscow có thể đang tìm cách đánh lạc hướng. Theo phó lãnh đạo vùng Kherson, Kiris Chemusov, lực lượng Ukraine đang chịu thiệt hại nặng nề khi tiến hành phản công ở khu vực này, làm ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần chiến đấu của họ. Ông tiết lộ Nga điều động nguồn lực khí tài hiện đại xuống Kherson để tạo thế phòng thủ vững chắc như pháo đài, đồng thời địa hình bằng phẳng ở Kherson cũng giúp Nga có được lợi thế trong việc chống lại các mũi phản công từ phía Kiev. Hé lộ lý do Ukraine lạc quan, tin phương Tây sẽ vượt lần danh đỏ hỗ trợ xe tăng và chiến đấu cơ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn về tình hình xung đột và việc xây dựng ngành quốc phòng Ukraine, Tôi thực sự lạc quan về việc các xe tăng Abrams cũng như các máy bay chiến đấu như là F-16, F-15 và Gripen sẽ được cung cấp cho Ukraine trong tương lai. Các nước NATO đã dành nhiều tháng để thảo luận về việc liệu có cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard từ Đức và Abrams từ Mỹ cho Ukraine hay không. Cho đến nay, Đức vẫn từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine khi nói rằng họ sẽ không trở thành nước đầu tiên có động thái này do lo ngại Nga coi đó là hành vi leo thang căng thẳng. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng khâu hậu cần của các xe tăng Abrams rất phức tạp, do đó khó có thể vận hành và bảo trì phương tiện này trên chiến trường Ukraine. bất chấp những thách thức về chính trị và hậu cần trong việc thuyết phục phương tây cung cấp các vũ khí hiện đại hơn bộ trưởng quốc phòng brenikov vẫn lạc quan về triển vọng này ông cho rằng việc cung cấp các hệ thống vũ khí như uav tên lửa và các hệ thống pháo từng là điều cấm kỵ thế nhưng cuối cùng chúng đã được vận chuyển cho ukraine không lâu sau khi được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2021, ông Renikov đã tới Washington và yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine, nhưng đã được phản hồi rằng điều đó là không thể. Tôi đã hỏi họ tại sao? Câu trả lời là bởi nó bị cấm trong luật pháp và vì những vấn đề chính trị. Sau đó vào tháng 1 năm 2022, một tháng trước khi cuộc xung đột nổ ra, chúng tôi nhận được gói hỗ trợ đầu tiên từ Litva. Đó là các tên lửa Stinger và chúng tôi đã nhận được nó với sự cho phép của Mỹ. Với tôi đây là một minh chứng cho thấy bất khả thi, tức là khả thi trong tương lai. Quá trình tương tự cũng diễn ra với lựu pháo cỡ nòng 155 mm và hệ thống pháo phản lực HIMARS có ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến trường trong mùa hè qua. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, quyết định quan trọng nhất từ phương Tây trong tương lai gần. Đó chính là việc chúng tôi sẽ nhận được loại xe tăng chủ lực nào, bởi chúng tôi hiểu rõ một số đối tác có thể sản xuất xe tăng như là Anh, Pháp và Đức đang chờ quyết định từ Mỹ. Sau khi lô xe tăng Abram đầu tiên được vận chuyển, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được các xe tăng Leopard và Meiter từ Đức, cũng như các loại xe bọc thép hạng nặng khác Ba Lan đã hỗ trợ 250 xe tăng thời Liên Xô cho Ukraine. Đây là những mẫu xe tăng mà quân đội Ukraine đã quen vận hành. Giữa bối cảnh Moscow tiếp tục điều động xe tăng và xe bọc thép chở quân nhân tới chiến trường, các nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các xe tăng hiện đại có giá trị vô cùng lớn để đẩy lùi các lực lượng của Nga, bất chấp xu thế sử dụng tên lửa hành trình và UAV trong giai đoạn chiến đấu gần đây. Những cuộc giao tranh trên mặt đất giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt ở nhiều nơi. Mỹ và các nước phương Tây đã gặp nhau hồi tháng 8 ở Copenhagen, Đan Mạch, để có thể vạch ra kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine. Ông Renikov cho biết cuộc họp này là một cuộc họp khác trong tháng này ở Brussels, với hàng chục quốc gia cam kết hỗ trợ phòng không cho Ukraine, khiến cho ông tin rằng phương Tây đang sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong những năm tới. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Kiev vẫn đang chờ các UAV Skriplet 600 mà Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine để tăng cường kho vũ khí cảm tử lưu động. Nhà sản xuất UAV Agro Vibriman cho biết vào tháng này rằng đợt vận chuyển 10 UAV đầu tiên sẽ đến Ukraine trong một vài tuần tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho hay, đồng thời thông báo Iran đã bán 2.400 UAV cho Nga trong những tuần gần đây. Vì thế, theo ông, ở thời điểm hiện tại, Tôi sẽ nói rằng các UAV do Iran sản xuất tạm giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Trong khi việc cung cấp xe tăng và máy bay chiến đấu vẫn đang được thảo luận thì các hệ thống phòng không sẽ tiếp tục là ưu tiên số 1 của Ukraina trong những tháng tới. Chúng tôi cần phân chia các mục tiêu trên không, chẳng hạn để tấn công tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng không của chúng tôi sẽ sử dụng các tên lửa như là Iris-T từ Đức và hệ thống NASAMS hay là các hệ thống thời Liên Xô như Buk. Để đối phó với các UAV do Iran sản xuất, chúng tôi có thể sử dụng các phương tiện có chi phí thấp hơn như là Gepard từ Đức hoặc Stinger hay là Shastrek, hay là các thiết bị khác từ các đối tác của chúng tôi. Tăng cường hàng rào phòng thủ cho Kiev và các thành phố khác là ưu tiên hàng đầu của các quan chức Ukraine giữa bối cảnh các cuộc tấn công UAV và tên lửa của Nga vẫn đang tiếp diễn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin kế tiếp của tin tức 24h TV.